Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay cho quý vị một cái dự án rất là mới, 13 căn đã bán 8 căn và chỉ còn duy nhất 5 căn. Vị trí thuộc Song Phương, Hoài Đức, thưa quý vị. Và ở đây thì có mặt bằng tổng thể chung 13 căn đã bán những căn nào và còn những căn nào. Ở đây thì còn có 5 căn diện tích từ 40 cho tới 41 m², mặt tiền của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà lô góc này thì mặt tiền 5,5 m, còn những ngôi nhà ở phía bên trong mặt tiền 7,34 m. Tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới đại lộ Thăng Long chỉ 300 m, thuận tiện cho quý vị nào đi làm ở Mỹ Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm. Và tất cả đều đã có sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn theo như hiện trạng của ngôi nhà. Với thiết kế tổng thể 13 căn bán 8 thì quý vị biết rồi đấy ạ, chỉ còn duy nhất 5 căn. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể một căn nhà mẫu để gửi tới cho quý vị. Từ vị trí ngôi nhà này, ngõ chân nhà được 2 m, cách với lại đường ô tô đi lại chỉ khoảng tầm 70 m thôi. Giao thông tiện ích, đi lại thuận tiện, xung quanh chợ trường phường trạm đầy đủ cho quý vị, tiện ích ngập tràn, đi lại thuận tiện, giá bán chưa đến 2 tỷ một căn. Mời quý vị theo em và khám phá cụ thể căn mẫu của ngôi nhà. Và đây là vị trí căn nhà mẫu. Với căn nhà này, mặt tiền của nó hơn 7 m, rất là rộng, thoáng và nằm ở trong khu dân cư văn minh, hàng xóm thân thiện, đông đúc, thiết kế đầy đủ, an ninh, trật tự mọi người nha. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị công năng sử dụng phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Thiết kế của ngôi nhà ở đây là được 3 tầng thì thiết kế hài hòa với một hộ gia đình sử dụng. Với phần cửa chính, thiết kế cho quý vị ở đây là cửa gỗ. Đó. Phần phòng khách tương đối là rộng, mặt tiền rộng cho nên thiết kế hợp lý vô cùng luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với quý vị nào bà đang tìm nhà gần với lại thuận tiện trục đường đi làm theo cái cung đường đại lộ Thăng Long thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, rất là tiện ích. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần tủ bếp thiết kế đầy đủ cho quý vị về phần công năng tủ bếp này. Đây là khu vực để tủ lạnh này. Tủ bếp thiết kế hoàn toàn ở đây là gỗ MDF chống cong vênh ở bên trên và ở bên dưới. Thiết kế cho quý vị hai cái tông màu nổi trội, màu trắng và màu nâu. Mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp inox 304. Đó. Và khu vực bếp thì thiết kế cho quý vị thêm một ô cửa sổ vô cùng thoáng. Đây mọi người nhé. Khi mà nấu ăn mở ra phía bên ngoài, cực kỳ là thoáng mọi người ạ. Tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ. Phần tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này sử dụng ở phía dưới tầng 1. Căn nhà này thì ngay gần với chợ, gần với trường tiểu học, mầm non, tiện ích, đầy đủ, đi lại giao thông thuận tiện như em đã chia sẻ ngay cho quý vị từ ban đầu. Từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình nó rơi khoảng tầm 10 đến 11 km mọi người nha. Và nếu như tính số phút đi xe máy thì nó rơi khoảng tầm 15 đến 20 phút thôi. Đi lại, di chuyển rất là tiện. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và giới thiệu với quý vị, đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với công năng sử dụng 40 m² cho nên thiết kế 3 tầng, mỗi một tầng 2 phòng ngủ rất là thoáng. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 2. Thiết kế cho quý vị phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, hai phòng ngủ ở hai phía, hai bên và phòng nào cũng có đầy đủ ban công, thoáng. Đây thưa quý vị, rất là mát. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, 13 căn mà đã bán 8 căn là quý vị biết rồi, cư dân đã về ở chỉ còn có 5 căn thôi. Cho nên quý vị nào mà đang xem được video này của Ngọc Ánh mà muốn mua nhà gần với đại lộ Thăng Long thì đừng bỏ lỡ nhé. Đây là phần phòng ngủ. Tiếp theo ở phần tầng 2. Đấy. Hai phòng ngủ, hai bên. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ ánh sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, rất là thoáng. Và với cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà cũng là màu trắng luôn quý vị nhé. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng. Gạch thì được ốp lên trên tới tận trần với hai cái tông màu gạch rất là sạch sẽ. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, rồi là ống chờ để bình nóng lạnh, lavabo cũng như
bồn cầu. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà rồi. Với cái cửa thông phòng, tất cả toàn bộ cửa thông phòng cũng như là cửa nhà vệ sinh thiết kế toàn bộ là nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này với thiết kế 40 mét vuông 3 tầng có thực sự hài hòa và hợp lý hay không. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Thực sự ấn tượng với ngôi nhà này đó chính là một ô giếng trời siêu to, siêu thoáng lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo nữa, ở trên phía tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Ở đây là thiết kế cho quý vị một phòng ngủ nữa. Như vậy nên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ rất là rộng. Phòng nào cũng đầy đủ cửa sổ, ánh sáng thông thoáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Đó. Tay vịn cầu thang, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Với ở trên tầng 3 này thì chủ nhà có để chờ một cái nhà vệ sinh. Quý vị có thể thiết kế ở trên này một nhà vệ sinh nữa nếu như mà mong muốn sử dụng, còn nếu không thì chủ nhà bán theo hiện trạng. Đồng thời quý vị ở đây là để máy giặt và đây là phần sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà đây. Rộng, thoáng. Nói chung là thiết kế hài hòa với một ngôi nhà mà giá bán chưa đến 2 tỷ, diện tích 40 mét vuông, lại thiết kế và xây dựng là 3 tầng, công năng sử dụng hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng, đi lại tiện ích thì như đa Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ ban đầu. Vậy thì quý vị khách hàng còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được đi xem nhà, được tư vấn và chọn lựa cho mình được những căn nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.